Vâng, xin chào bác đến với kênh Kỹ Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe dòng xe road bike đến từ thương hiệu Đức, Sava, full carbon dòng road bike, model Sava 2 speed. Đây là mẫu model cao cấp của dòng xe Sava, dòng xe đua, với cái tông màu chủ đạo là tông màu xanh, trắng và đen. Đây là ba cái tông màu chủ đạo rất là đẹp trên khung hình của bác đây, tông màu của xe, vành chính hãng của Sava luôn bác nhé. Và bây giờ xin mời giới thiệu chiếc xe. Vâng, trên khu vực đây là cái mẫu dòng road bike Sava Carbon. Rất nhiều bác hỏi em về cái dòng xe Sava, lâu lắm rồi em về một chiếc còn rất đẹp, cái tông màu rất là nổi, tông màu xanh, model cao cấp của dòng xe Sava, model 2 speed. Trước đây em cũng có về một vài chiếc rồi, khung khung carbon Sava. Được thiết kế với phong cách rất là hiện đại không nhá. Một trong những dòng xe rất là bền, có đến từ thương hiệu Đức, Sava. Của quốc đi đông chính hãng của Sava. Nguyên bản theo xe. Sẽ sử dụng với tay cuốn được người chơi nâng cấp của Roban, tay cuốn thương hiệu thạch thùng của Roban, tay cuốn cao cấp. Và sẽ sử dụng với bộ tay lắp chính hãng của Shimano Tiagra bên trái em. Bên phải em sử dụng bên tay lắp các tên tầng đĩa cũng còn của Tiagra, Shimano Tiagra. Đằng trước sử dụng với phanh nguyên zip, phanh ba mạch nguyên zip thường thấy trên những dòng xe Tesla. Càng Sava carbon và chính hãng của Sava cũng là cái tông màu xanh trắng rất là nổi, bản to, bản tầm 45 phân và nhôm hai lớp của Sava chính hãng của bản theo xe, lốp CST. Lốp còn rất là mới nhá, xe rất là ít đi, tất cả ga lốp cũng còn nguyên trên lốp đây. Bên dưới gầm xe thì có mã vạch chính hãng của xe model. Rất lâu lắm rồi em về một chiếc Sava biết như vậy, tổng xe lốp bay. Mùi đĩa nhôm 2 tầng trục dốc của ProView. Gạt đĩa của Shimano Tiagra. Cọc yên cọc con chính hãng của Sava. Yên nguyên bản theo xe. Phụ đề sau là phụ đề Shimano Tiagra. Trang bị với 10 tầng lít. Bay ơi bằng đạn cuối đổ không nhá. Bành sau rồi bành chỉ có bành sau ba. Bóng chiều cao đứng ở phía sau là xa 48, mẫu xa lý tưởng của các bác. Chiều ngang là xa 50, hiểu các bác là từ 1m6 đến 1m7 như vừa. Chích nít bỏ kia vào ra không nhé, đến lít rồi 10 tầng lít, 9 lít. May ơi bạc đạn phối lổ. Bên phải em là 2 tầng đĩa, xuống đĩa, lên đĩa. Rất tuân thủ mật mà. Xe còn rất là mới. Mẫu của Sava
carbon Road Bike, cái nhà rất là đỉnh phê. Mai về một chiếc còn rất là đẹp, có những tông màu xanh trắng. Và em đánh giá tổng thể trong chiếc Sava cao cấp đến từ thương hiệu Đức, model 2 speed, khung carbon, được trang bị với khung group E Shimano Tiagra, bánh cặp khối lỗ chính hãng của Sava. Và xe đã tốt cho nhau là 13.8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Và con xe bị hẹn qua Zalo 0975 709 943. Và lên YouTube thì kia xe đạp, đến đăng ký theo dõi kênh của Mạc Long Thị Đồng An.